Chào tất cả các em, hôm nay thầy tiếp tục giới thiệu cho chúng ta một cái dạng tiếp theo, phương trình đối xứng và phản đối xứng. Thế có thể nói đây là cái dạng chứa tổng và tích của sin và cos cũng được. Đây, chúng ta thấy là dạng của phương trình đó là a sin x cộng cos x hoặc là sin x trừ cos x, nó một đơn nhân với b nhân tích này, sin x nhân cos x cộng c bằng không. Phương pháp giải thì chúng ta đặt t là bằng sin x cộng cos x hoặc là t bằng sin x trừ cos x. Với sin x cộng cos x thì ta thấy nó biến đổi nó bằng căn 2 cos của x trừ pi 4, mà sin x trừ cos x thì biến đổi thành căn 2 cos của x cộng pi trên 4. Đấy. Thì chúng ta thấy cos của x cộng trừ pi 4 thì bao giờ cũng nằm từ khoảng từ trừ 1 đến 1, mà đây lại nhân căn 2, vậy thì t phải nằm từ trừ căn 2 đến căn 2. Đấy. Vậy thì ta điều kiện của t là trị số của t là phải nhỏ hơn hoặc bằng căn 2. Hoặc chúng ta cũng có thể viết là âm căn 2 nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng căn 2 cũng được nhá. Đấy, chúng ta nhớ cái điều kiện như vậy. Và khi đó thì với t bằng sin cộng trừ cos đúng không? Vậy thì ta bình phương hai vế, ta suy ra t bình sẽ là bằng sin bình cộng cos bình thì là bằng 1 rồi. Còn cái này sẽ là cộng hoặc là trừ đi 2 lần sin x cos x. Đấy. Vậy thì chúng ta suy ra cái tích sin x nhân cos x sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng cộng trừ 1/2 của t bình trừ 1, đúng chưa? Đấy, cộng trừ 1/2 t bình trừ 1. Tức là nếu như ta đặt t bằng sin x cộng cos x thì sin x nhân cos x sẽ bằng t bình trừ 1/2, đấy, tức là 1/2 t bình trừ 1. Còn nếu ta đặt t bằng sin x trừ cos x thì t tích sin x cos x sẽ là bằng âm 1/2 t bình trừ 1. Chúng ta hình dung như thế nhá. Ở đây thầy nói rõ hơn để chúng ta hình dung này. Một đơn này. Với t bằng sin x cộng cos x, viết rõ ra cho nó đỡ bị nhầm nhá. Thì suy ra sin x nhân cos x sẽ là bằng t bình trừ 1/2, đúng chưa? 1/2 của t bình trừ 1 này. Hoặc là với t bằng sin x mà trừ đi cos x thì suy ra sin x nhân với cos x sẽ là bằng âm 1/2 t bình trừ 1, tức là 1 trừ t bình trên 2. Đấy, ta viết ngược lại thế. Với điều kiện của t là trị đối t phải nhỏ hơn hoặc bằng căn 2. Đấy, điều kiện chung là như nhau, để chúng ta lưu ý thế. Đây là thầy tách ra hai trường hợp, ở đây thầy viết gộp nhá. Thế khi đó chúng ta sẽ thay vào cái phương trình ban đầu. Đấy, thay cái tổng này hoặc và cái tích này vào trong phương trình này, hoặc là cái hiệu và cái tích này vào trong phương trình ban đầu này, thì ta sẽ được cái phương trình bậc hai ẩn t. Bây giờ chúng ta sẽ giải phương trình này và tìm cái giá trị t sao cho trị đối của t phải nhỏ hơn bằng căn 2. Đấy. Từ đó chúng ta thay ngược trở lại giải ra x. Đấy, chúng ta lưu ý thế nhá. Bây giờ thầy ghi cho chúng ta vài cái chú ý. Cái chú ý thứ nhất, khi ra t tất nhiên là t phải thỏa mãn là gì, trị đối phải nhỏ hơn bằng căn 2, thì chúng ta thay vào đâu? Thay vào cái phần tích sin x nhân cos x. Đấy. Thì nó sẽ ra nhanh hơn nha. Chúng ta tránh trường hợp chúng ta lại thay cái phần phần tổng thì chúng ta lại phải mất công biến đổi. Chúng ta thay vào phần tổng cũng được, thì chúng ta cũng có thể biến đổi thì cũng giải được thôi, nhưng mà theo thầy thì giải thay vào tích thì nó sẽ thuận hơn. Cái chú ý thứ hai là nếu mà gặp cái trường hợp mà trị tuyệt đối của sin x cộng trừ cos x thì sao, thì chúng ta vẫn đặt gì đây, vẫn là đặt t bằng thằng này, đặt t là bằng trị đối của sin x cộng trừ cos x.
và chỉ khác cái điều kiện thôi. Bây giờ t nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn bằng căn 2. Đấy, chỉ cần cái điều kiện này nó khác với điều kiện bên trên thôi. Còn mọi thứ giải như bình thường nhá. Đấy, bây giờ chúng ta tiến hành đi vào một vài cái ví dụ để chúng ta hình dung ra cái cách giải rồi. Ví dụ 1. Nào. Giải phương trình 5 sin x trừ cos x, sin x trừ cos x cộng 4 sin x cos x bằng 2 cộng 4 sin x cos x bằng 2. Thế à, ở đây chính là nó rơi trường hợp thứ hai này đây đúng không? Mình đặt t bằng hiệu này thì cái tích sin x nhân cos x sẽ bằng 1 trừ t bình trên 2. Đấy, chúng ta nhớ cái điều kiện thế nha. Bây giờ chúng ta đặt thôi. Đặt t bằng sin x trừ cos x. Điều kiện của t là trị số của t phải nhỏ hơn hoặc bằng căn 2. Vậy thì từ đây ta suy ra sin x nhân cos x đây chính là cái trường hợp này. Đúng chưa? Sin x nhân cos x bằng 1 trừ t bình trên 2. Đấy, chúng ta ghi như vậy nhá. 1 trừ t bình trên 2. Đấy. Thay vào phương trình ta được để viết tắt đấy. Ở đây là 5 lần hiệu đúng không? 5 lần hiệu, mà hiệu ta đặt bằng t rồi thì 5t cộng với 4 lần tích. Tích đây. Và tích thì bằng 1 trừ t bình trên 2. 1 trừ t bình trên 2 là bằng 2. Được chưa? Cái này sẽ biến đổi tương đương. 4 này rút vào cho 2 là còn 2. Này 2 nhân với trừ t bình là trừ 2t bình này. Cộng với 5t đây. Cộng 5t. 2 nhân 1 là 2, được chưa? 12 đằng này là hết, vậy thì bằng 0 rồi. Vậy thì cái này sẽ tương đương với đặt t ra ngoài sẽ là còn trừ t ra ngoài nhá, là còn 2t trừ 5 bằng 0. Đấy, tương đương với t bằng 0 hoặc là t bằng 5/2. Đấy, t bằng 5/2 hoặc t bằng 0. Bây giờ chúng ta xem nào. Với cái điều kiện trị số của t nhỏ bằng căn 2, căn 2 là khoảng 1,4. Vậy thì t bằng 5/2 này sẽ bị gì? Bị loại rồi. Đúng chưa? Còn t bằng 0 này rõ ràng là trị số của t phải nhỏ hơn hoặc bằng căn 2 nó là thỏa mãn. Đấy. Nhớ là t bằng 5/2 là bằng 2,5 thì vượt quá rồi. Cái này căn thằng này là bằng 1,4 thôi, đúng không? Đấy. Bây giờ với t là bằng 0. Bây giờ thầy đã chú ý để giải cho nhanh hơn thì thầy thay vào cái tích này nhá, để thay vào cái tích này. Đấy. Thay vào tổng thì là với t bằng 0 thì ta có sin x này trừ cos x bằng 0, nhưng mà thầy sẽ thay vào cái tích này. Thì thầy suy ra đây. Đầu tiên thầy nhân 2 lên đây là 2 sin x cos x, đúng không? Đây này, thay 2 lên đây là 2 sin x cos x sẽ là bằng 1 trừ t bình mà t là 0. Vậy thì 1 trừ 0 bình tức là bằng 1. Mà đây 2 sin x cos x chính là sin 2x. Đấy, sin 2x. Đây 2 sin 2x bằng 1. Đây nó sẽ rơi trường hợp đặc biệt sin 2x bằng 1 sẽ tương đương với 2x bằng pi trên 2 cộng với k2pi. Đấy, k thuộc z đúng không? Cái này sẽ tương đương với x sẽ là bằng chia cho 2 đi, chia 2 với cho 2 thì cái này bằng pi trên 4 cộng với kpi. Đấy, với k thuộc z. Đấy, đây là cái phương trình thứ nhất. Thế còn trường hợp này bị loại rồi, thế là chúng ta kết luận đây chính là nghiệm của phương trình đã cho, đúng chưa? Bây giờ chúng ta xem một ví dụ số 2 nhé. Ví dụ 2 này. Các bạn đợi thêm một chút. Giải phương trình. Sin 2x trừ 2 lần trị số của sin x cộng cos x. Sin 2x trừ 2 lần trị số của sin x
trừ cos x trừ 2 bằng 0. Thế thì đúng như cái phần chú ý thì chúng ta thấy đây là sin 2x bằng 2 sin x cos x này, đúng không? Đấy. Đây, chúng ta có thể viết lại nhá, cái này bằng 2 sin x cos x trừ đi 2 lần sin x trừ cos x trừ đi 2 bằng 0. Vì các em chưa quen cho nên là chúng ta nên đặt như thế này. Thì chúng ta thấy đây là chứa hiệu này và tích này, nên hiệu này lại trong trị đối thì chúng ta đặt cả trị đối bằng t thôi. Đấy, chúng ta chỉ khác cái điều kiện phần chú ý thầy nó nói rồi, t bằng trị đối của sin x trừ cos x, và điều kiện của t ở đây là không bé hơn bằng t bé hơn hoặc bằng căn 2. Đấy, nhớ như thế. Và từ đây suy ra cho thầy cái tích sin x nhân cos x sẽ bằng 1 trừ t bình trên 2. Đấy. Thế thì chúng ta nhân 2 lên đây, chúng ta nhân 2 lên đây, tức là nhân 2 lên đây là 2 sin x cos x, 2 sin x cos x sẽ là bằng 1 trừ t bình. Đấy. Hay nói cách khác là sin 2x sẽ bằng 1 trừ t bình. Thế cho nên là ở đây có thể ngay từ đầu thầy không cần phải biến đổi ra cái bước này nữa. Đấy. Cho nên là bạn các bạn mới học thì thầy mới ghi rõ ra như thế thôi, không nó đỡ bị lệch nhá. Thế đến đây thì chúng ta thấy này, phương trình trở thành, phương trình trở thành thì viết tắt 2 sin x cos x, đây 2 sin x cos x đúng không, đây là sin 2x, 2 sin x cos x sẽ bằng 1 trừ t bình, 1 trừ t bình trừ đi 2 lần, chúng ta vừa đặt cái trị đối là bằng t thì 2 lần t trừ đi 2 là bằng 0, nó tương đương với phương trình. Cái này âm t bình thì đổi dấu là t bình, trừ 2t thì đổi dấu thành cộng 2t, 1 trừ đi 2 là còn trừ 1, đổi dấu thì thành cộng 1 bằng 0. Đấy. Vậy cái này biến đổi tương đương, cái này chính là hằng thức t bình, t trừ 1 tất cả bình bằng 0, đúng không? T cộng 1 tất cả bình bằng 0. Vậy thì cái này tương đương với t là bằng âm 1. Bây giờ ta thay vào đây. Đấy. Âm 1 thì rõ ràng thỏa mãn được. À, cái này là bị loại mất rồi đúng không? Tại vì t là phải là lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng căn 2 cơ. Đấy. Vậy thì cái này chúng ta ghi là loại, nó không thỏa mãn điều kiện. Chúng ta kết luận vậy, phương trình đã cho vô nghiệm. Đấy, chúng ta thấy giải với t bằng âm 1 thì ở đây nó vi phạm cái điều kiện này. Đấy, chúng ta thấy không? Đây, chúng ta thêm một cái điều kiện, một cái phương trình, một cái ví dụ nữa nhá. Ví dụ 3. Giải phương trình 3 lần trị tuyệt đối của sin x trừ đi cos x cộng với sin x cos x, sin x cos x trừ đi 1 phần 2 bằng 0. Tương tự như bài trên, chúng ta đặt luôn, đặt t bằng trị tuyệt đối của sin x trừ cos x. Điều kiện của t là phải là lớn hơn bằng 0 này và nhỏ hơn bằng căn 2. Đấy. Khi đó thì chúng ta suy ra tích sẽ bằng gì? Sin x nhân cos x sẽ là bằng 1 trừ t bình trên 2. Đấy. Thế thì biến đổi luôn một chút nhé. Cái này là 2 nhân lên đây là 2 sin x cos x. 2 sin x cos x bằng 1 trừ t bình. Mà 2 sin x cos x chính là sin 2x. Vậy có thể nói là sin 2x bằng 1 trừ t bình. Đấy, chúng ta thay đây cho nó nhanh. Ta ghi phương trình trở thành 3 lần trị đối, trị đối là t rồi thì 3 lần t cộng với cái tích này bằng 1 trừ t bình trên 2, 1 trừ t bình trên 2 trừ đi 1 phần 2 bằng 0. Bây giờ chúng ta quy đồng khử cái mẫu số 2 là 2 này đi, ta được đây là 6t cộng với 1 trừ t bình trừ đi 1 bằng 0, tương đương với t bình trừ t bình thì đổi thành t bình, 6t thành trừ 6t, 1 này mới cả trừ 1 này là hết, thì cái này là bằng 0.
Cái này đặt t ra ngoài, t trừ 6 bằng 0, vậy tương đương với t bằng 0 hoặc t bằng 6. Cứ thêm 1 6 thì chúng ta thấy nó vi phạm cái điều kiện này. Điều kiện này là từ 0 đến khoảng căn 2 khoảng 1,4, đúng chưa? Vậy t bằng 6 bị loại. Với t bằng 0 là thỏa mãn. Vậy thì chúng ta thay vào đâu? Thay đây. Thay vào cái chỗ mình đã thầy nói này, là thay vào cái phân tích, như là phân tích này thầy đã biến đổi thành sin x bằng 1 trừ t bình rồi. Đấy. Vậy thì ta suy ra với t bằng 0 thì sin x sẽ là bằng 1 trừ t bình, tức là bằng 1. Đấy, t bằng 0 mà, đúng không? T bằng 0. Vậy thì ta tương đương với sin x bằng 1 thì 2x sẽ là bằng pi trên 2 cộng k2pi. Vậy tương đương với x bằng cái này chia cho là pi trên 4 cộng với kpi, k thuộc z. Đấy, đấy là cái ví dụ số 3. Đây chính là nghiệm của nó nha. Đấy. Thế thì nói tóm lại là chúng ta nhớ là có cái phần trị tuyệt đối thì chúng ta cũng cứ giải như bình thường nhá. Đấy, chúng ta chỉ khác cái điều kiện đi một chút thôi. Còn thì về cơ bản thì chúng ta nhớ cái cách đặt đây này. Tổng và tích thì ta đặt tổng bằng t thì tích sẽ là bằng t bình trừ 1 trên 2. Hiệu sin x trừ cos x này và tích này thì tích sẽ bằng 1 trừ t bình trên 2. Nhớ điều kiện là trị đối t phải nhỏ bằng căn 2. Còn riêng cái trường hợp mà trị đối của tổng bằng tích này thì ta vẫn đặt cái này bằng t thôi, nhưng mà cái điều kiện nó khác hơn một chút, nó từ 0 đến căn 2. Đấy. Một lưu ý nữa là chúng ta nên thay vào cái phần tích nhé. Đấy, làm như ví dụ thầy vừa làm thì nó dễ dàng và nó ít bị nhầm hơn. Chúc các em học tốt, chào tạm biệt các em.